dài nhất có thể ạ. Viêm lên nữa. Mụn đâu đen nhiều quá. Lấy cái rượu này cho em.
khi mua hàng đó có suy nghĩ phải chịu khó chứ. Phải vì nó cứ bắn chẳng nói như lệ đường được thì hình mất quyền lời chứ, cũng là một lần làm à, cũng một lần làm chứ rắn nữa à. Ta bèn kim bèn trao bèn việt rồi chẳng lẽ tệ nặng hai hộp cái sau bùa người ta hại không rồi bắt đầu rồi đó mà nó chết cái mùng đâu đến đây chứ con ạ. Này cái chi rứa chi rứa chưa khỏi hồi nãy chi nói rồi con nữa cổ lý mở được 5 phút mới năng còn 5 phút mà hẹp rồi rái cái mùng đâu đến thì tìm để chi sống mặt cho khỏe sượng mặt bỏ lên trên đó. Ngoan chưa khỏi đấy con biết đâu đeo cổ lý nhé. Chi chưa khỏi là được vậy đó. Rồi, đôi chỗ em là đâu? Xuống cái cam đỡ đau đạn này. Đó, cam này chỉ đỡ đau rồi đó. Cái cầm nó đỡ đau rồi con á. Cái cầm nó có đau mềm nữa. Sao khó tí. Thả lỏng nó có thả lỏng đâu. Cái cầm nó hẳn đau mày. Cổ lên, bỏ lên đây. Lôi lôi rất bự muốn hoàn thành một quầy hết là thối luôn á. Mặt là toàn một quầy á. Thả lỏng ra chị như vậy. Nhân sống này nhục nhịt quá ấy. Lừa mẹ cục nó đẹp ấy. Để chưa mà đi lên hẳn đi nữa. Gọi lên tên em toán hẳn tay. Nhìn qua cái mặt quái này nè. Lấy đi, vào cái này. Lên đến chết. Mm-hmm.
Ai đó. Ừ, đây chị ạ. Ngóng. Đợi bạn đi nghe mọi người. Đây. Một tí cho nên là. Mẹ ơi là bé. Lật mặt. Một tí là hai phục nữa thôi. Chắc chắn luôn. Hai phục mấy cái cục to đi nặng hết thôi nhỉ. Bỏ lên trên đi nè. Chị không? Đây. Cầm đây đó. Con nhìn quấn quấn thử. Cục sạc hay là cái... Không có. Chị đang sạc. Chị đang sạc. Tám con số 7. Bé, bạc lông mày đi nè. Bộ cả tóc lên. Được không? Được muốn về mà cảm ơn gì? Đi học mặt người lên. Nhưng là như chưa gì làm cho xong. Cứ về luôn. Bé, làm một chập mà quay gì mua rồi. Con cái lỗ đau không đâu. Để cho Di làm xong luôn. Bên anh áo khăn chưa?